Điểm xuống hàng thứ tư Chúng ta đọc qua đoạn kinh văn này Đối chiếu ở nơi đây Luân hồi chư thú chúng sanh loại túc sanh ngã sát thọ an lạc Thường giận từ tâm bạc hữu tình Độ tận du biên khổ chúng sanh đi là kệ thứ chín, bài kệ tụng thứ chín. Hoa đề các vị đã xem qua rất rõ ràng. Bài kệ trước là cảm đắc tịnh sát. Bài kệ này chính là độ tận chúng sanh. Vì thì do đây có thể biết Chư Phật Bồ Tát Kiến lập đạo tràng Dùng ý này do đâu? Chủ này rõ ràng Nói với chúng ta Xây đạo tràng Chính là Giúp đỡ chúng sanh Thành tựu Cũng chính là vì Độ chúng sanh Mà xây đạo tràng hay câu phía trước nói rõ bổn nguyện di đà sâu rộng không thể so sánh không thể nghĩ bàn luân hồi chư thú chúng sanh loại đặc biệt nghiêng nặng ở chúng sanh sáu cõi luân hồi chúng sanh hữu tình chính pháp giới sáu cõi khổ đau nhất là ở ba đường ác câu nói này không chỉ riêng nói đến thế giới ta bà chúng ta thế giới chư phật phương khác bao gồm quá khứ, vị lai. Hãy đổi cách khác, mười phương ba đời, tất cả cõi nước chư phật. Như thế giới ta bà chúng ta, loại tình huống này thì rất nhiều. Cũng chính là nói ở trong đây có chúng sanh sáu cõi. túc sinh ngã sát thọ an lạc di đà không chỉ hy vọng tiếp dẫn những chúng sanh này hy vọng những chúng sanh này mau mau giảng sanh tịnh độ Giảng sanh tịnh độ xin nói với các vị cũng đồng một đời thành Phật Ngay trong một đời này liền chứng được đại viên mãn Loại thù thắng trang nghiêm này Trong tất cả các cõi nước Chư Phật đều không có Cho nên Thế Tôn Đại biểu Chư Phật Như Lai Ở trong bổn kinh Tán tháng a di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn Phật Trung Chi Dương Đạo lý chính ngay chỗ này Chư Phật có đại nguyện độ chúng sanh thế nhưng không có cách gì phổ độ tất cả chúng sanh tại vì sao vậy chúng ta biết được chư phật nói ra tất cả pháp môn đều phải nương vào tự lực phật chỉ là vì chúng ta dạy bảo vì chúng ta nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh sáu cõi luân hồi do đâu mà có sau đó lại dạy chúng ta làm thế nào tu học mới có thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Đồng tu chúng ta đọc kinh đã từng hỏi qua một vấn đề. Bộ kinh trong phẩm thứ 10 đã nói: Dương tử A Sa thế. Cùng 500 trưởng giả tử Ngay trong đời quá khứ Đã từng cúng dường 400 ức Phật Những người này Suốt cuộc họ là Bồ Tát hay là Phàm Phu Các vị thường nghĩ xem Quyết định là Phàm Phu Tại vì sao Ngay trong đời quá khứ Cúng dường 400 ức Phật Mà vẫn phạm phu Kỳ thật Các đồng tu Ở ngay nơi đây Có rất nhiều người Phước đức thiện căn Siêu quá A xà dương tử Các vị ngay trong đời quá khứ Không chỉ cúng dường 400 ức Phật hiện tại như thế nào tại vì sao không có thành tựu thành tựu phải thật làm cúng dường là tu phước đại sư huệ năng ở trong đàn kinh đã nói qua cái sự việc này phước không thể cứu cái sự việc này là chỉ việc gì vậy sanh tử đại sự cái việc phải siêu diệt sáu cõi luân hồi phước không thể cứu phước báo có lớn hơn cũng không được phước báo của đại phạm thiên dương là rất lớn phước báo của ma hê tủ la thiên dương là rất lớn những là không thể ra khỏi ba cõi cho nên nói Phước không thể cứu Phía trước chẳng phải đã nói qua Giả dạ như cúng dường hàng sa thánh Vì không chỉ là 400 ức Hàng sa nhiều hơn rất nhiều So với 400 ức Bởi vì đó là tu phước phước không thể thoát sanh tử không thể thoát khỏi luân hồi không thể ra khỏi ba cõi nhất định phải đoạn phiền não phải đoạn ác tu thiện mới dùng được ở trên kinh luận phật đói qua với chúng ta rất nhiều nếu như bạn có thể Đoạn 88 phẩm kiến hoạt của ba cõi Bạn liền chứng được quả tu đà hoàng Nếu như là căn tánh đại thừa viên đốn Bạn là Bồ Tát viên giáo sơ tính dị Cái địa vị này gọi là dị bất thoái bạn quyết định không còn khoái chuyển Làm phàm phu nữa Đó chính là thánh nhân Không phải phạm phu Thế nhưng 88 phẩm kiến hoạt Không dễ gì đoạn Cái thứ nhất Thân kiến Mấy người có thể đoạn được thân kiến thân kiến là gì chấp trước cái thân này là chính mình đó gọi là thân kiến loại người nào không chấp trước cái thân này là chính mình ở ngay trong một đời này các vị có thấy qua hay chưa không chấp trước cái thân này là chính ta tôi nghĩ không thấy qua không thấy qua chính là nói rõ người phá được thân kiến khó quá khó rất khó Chính chúng ta có phải chấp trước cái thân này là ta hay không? Có ngã thì liền có ngã sợ. Ngã sợ là cái ta sở hữu. Tiền tài của ta, địa vị của ta, quyến thuộc của ta, Tất cả ta sở hữu Bạn có chấp trước những thứ này không? Những thứ này Chính là gốc của luân hồi Ba cõi sáu đường Cũng phiền phức như Thân kiến vậy Biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, ba loại này. Thông thường chúng ta hợp lại, gọi là thành kiến. Thành kiến của người quá sâu. Người hiện tại gọi là gì? Quan niệm chủ quan. Tự cho là thế. Quan niệm chủ quan quá mạnh. Đều là thuộc về kiến hoặc không thuộc về bốn loại phía trước đã nói bao gồm tất cả kiến giải sai lầm gọi là tà kiến không phù hợp với chân tướng sự thật những kiến giải đó gọi là tà kiến bạn có năm loại lớn này phật nói ba cõi chín địa tổng cộng có 88 phẩm 88 phẩm này nếu như không thể đoạn tận thì bạn không cách gì chứng được tu đà hoàng chúng ta nghĩ tưởng xem sự việc này đó chính là phước mà lục tổ đã nói không làm được phước báo có lớn hơn cũng không được. Cái phước này không thể cứu. Do đó, đời đời kiếp kiếp vô lượng kiếp đến đây, chúng ta từ trước đến giờ chưa từng nỗ lực đoạn phiền não. Không hề nỗ lực đi phá ngã chấp. Đoạn phiền não phải bắt tay vào từ chủ này phá ngã kiến phải xả bỏ ngã sở đi là nói rõ vô lượng kiếp tu hành mày đến ngày nay vẫn là như thế này dùng nguyên nhân gì nhất định phải rõ ràng ngay trong một đời này Có năng lực Phá ngạ kiến hay không Khó Sức là khó Cho nên Ngay trong một đời này Chúng ta rất may mắn Gặp được pháp môn này Pháp môn này gọi là Đới nghiệp giảng sanh Hay nói cách khác Kiến tư phiền não không đoạn Cũng có thể thành tựu Vậy chúng ta muốn hỏi Trong đời quá khứ Chúng ta có gặp qua pháp môn này hay không Quyết định đã gặp qua Tại vì sao không thể giảng sanh Không tin tưởng Không nỗ lực Miệng niệm Phật Trong lòng không muốn đi Vẫn tham ái cái thế gian này vậy thì không còn cách nào nghiệp lực của bạn rất nặng a di đà phật có kéo cũng kéo không nổi do đó nếu muốn ở ngay trong một đời này giảng sanh vì thì phải thân tâm thế giới tất cả buông bỏ mới được chân thật buông bỏ được Giảng sanh thì không khó Tại vì sao không thể buông bỏ Đối với thế gian Pháp này Không tường tận với Tất cả huyện tướng Cho rằng những thứ này đều là thật Đều là chân thật cho nên Sanh ra chấp trước kiên cố Chướng ngại niệm Phật giảng sanh Bạn nói xem Đáng tiếc cỡ nào Sự việc như vậy Trong đời quá khứ Chúng ta đã gặp qua nhiều lần Đều không hề tỉnh ngộ ra Đều không có quay đầu Cho nên Chỉ kết duyên với Phật A-di-đà Thế giới cực lạc không cách nào đi được Do vì đời trước kết duyên được rất sâu Ngay đời này chúng ta được thân người Lại gặp được pháp môn này Duyên sâu dày Duyên của đời này không tệ không chỉ được thân người học được phật rồi còn có thể tiếp xúc được pháp môn tịnh độ thù thắng nhất trong pháp đại thừa hiếm có nhất là gặp được kinh vô lượng thọ chân thật là nhân duyên hy hữu khiến cho chúng ta đối với tình hình của tịnh độ hiểu được một cách đại khái hy vọng từ lý giải của chúng ta sanh khởi cái tâm ngưỡng vọng sanh khởi cái tâm ngưỡng mộ chúng ta phải phát tâm ở ngay trong một đời này quyết định đi hôm trước hội phật giáo đạt la tư hoa kỳ mấy ngày qua đang tổ chức phật thất ngày mai họ có phật sự tam thời hệ niệm Phật thất kỳ thứ ba Có lão cư sĩ Mã Năm nay đã 80 tuổi Chúng ta ở đây có một số đồng tu rất quen bà Các vị từ Hoa Kỳ trở lại đều quen biết bà Mỗi năm chúng ta tổ chức Pháp hội Phật thất Bà đều cúng trai Bà chính mình làm điểm tâm để cúng dường đại chúng Mấy ngày này chúng ta ăn sáng Đều là vì các đồng tu Phật thức Giảng nói Bà ở trong Phật thất đến ngày thứ ba Khi niệm Phật Ngồi mà giảng sanh Chọn vào lúc đó chọn được rất hay. Tôi nghe nói không phải chính bà chọn, là A Di Đà Phật dạy cho bà. Đến niệm Phật đường để hiện thân nói pháp làm chứng minh cho mọi người. Vị lão cư sĩ này tai mắt thông minh Hành động cũng rất lanh lợi Niệm Phật được ba ngày Ngồi mà giảng sanh Các đồng tu trợ niệm cho bà 30 giờ đồng hồ Mời cảnh sát Pháp y Làm xong thủ tục Tất cả đều rất thuận lợi Cũng độ được người nước ngoài để cho người nước ngoài xem thấy người nước ngoài xem thấy người chết không hề thấy qua như thế này xây niệm phật đường xây đạo tràng chính là vì cái sự việc này cho nên đạo tràng phải là chân thật có người giảng sanh cái đạo tràng này có công đức thù thắng đạo tràng xây rồi ngày ngày niệm phật Niệm Phật đến mấy chục năm Một người giảng sanh cũng không có Cái đạo tràng này Không có công đức Nhiều nhất là có một chút phước đức Nếu như có người ở nơi đó niệm Phật giảng sanh Đó là công đức Ta nghe rồi Rất hoan hỷ Dường như ở ngày Phật thất thứ nhất tôi nhờ vào đường truyền tiếp nối hai bên tôi nói với đồng tu bên đó thầy đều đóng hết tài khoản ngân hàng của tôi ở hoa kỳ tôi không cần đến sau khi đóng tài khoản ngân hàng ở á châu trong đó vẫn còn một ít tiền đại khái vẫn còn một trăm mấy chục ngàn tặng cho cư sĩ Dương Nhất Hoa, Hội Phật giáo Hoa Kỳ toàn bộ tặng cho ông ấy. Đạt La Tư bên đó có hai ngân hàng. Trong đó đại khái có khoảng hơn 200 ngàn toàn bộ đóng hết thảy đều tặng cho Hội Phật giáo Đạt La Tư. Một xu tiền tôi cũng không cần. Chúng tôi ở Đạt La Tư Xây một cái đạo tràng Đại khái tổng cộng Đầu tư Sắp gần 2 triệu 2 triệu Mà có người giảng sanh Tôi nói với họ Đã đủ vốn rồi Có người giảng sanh tiếp Thì chúng ta lời trắng Công đức chân thật Cái đạo tràng này không uổng phí đã xây Đạo tràng ở nơi đây Không biết là thù thắng hơn đạo tràng bên kia bao nhiêu Tôi rất tin tưởng bên đây Sẽ có rất nhiều, rất nhiều đồng tu ở nơi đây Niệm Phật giảng sanh Đương nhiên không nhất định đều ở nơi niệm Phật đường giảng sanh Ở nơi cái niệm Phật đường này Niệm Phật có thành tựu Bạn ở trong nhà Ở bệnh viện Giảng sanh đều như nhau Đều là thù thắng Không gì bằng a di đà Phật Hy vọng chúng ta tốc sanh nước ngài Không hy vọng chúng ta Rơi ở lại thế giới ta bà này thời gian dài. Cái thế giới này rất khổ. Không giảng sanh. Ở thế gian này, quyết định không tránh khỏi tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì nhất định tạo ra ác nghiệp nhiều, thiện nghiệp ít. Sự việc này Chúng ta phải rõ ràng, phải tường tận Ở nơi đây không nên lưu lại lâu hơn Càng sớm giảng sanh càng tốt sinh đến thế giới Tây Phương cực lạc Thọ an lạc Hay nói cách khác Đến thế giới Tây Phương cực lạc Cộng hưởng hòa bình an lạc mau lẹ thành Phật Thù thắng siêu tuyệt Đây là ở thế giới mười phương không có được Di đà từ bi Quan tâm thương yêu đối với chúng ta Trong thế xuất thế gian Không tìm ra được người thứ hai cha mẹ người thương yêu nhất của chúng ta cũng không thể so sánh. Chư Phật Bồ Tát cũng không thể sánh được với Phật A Di Đà. Cái điểm này chúng ta nhất định phải rõ ràng, nhất định phải tường tận. Chúng ta phải tùy thuận bản nguyện của A Di Đà Phật, đó chính là sớm một ngày giảng sanh thế giới cực lạc mọi người nghe rồi ta sớm một ngày giảng sanh bạn không nên lo lắng không nên khẩn trương sắp phải ra đi rồi tôi nói giảng sanh sớm một chút là ở ngay trong một đời này giảng sanh không nên đợi đến đời sau ngay trong một đời này quyết định giảng sanh vào lúc nào thì đi không nên lo lắng tùy duyên thôi niệm niệm hướng về thế giới tây phương cực lạc thì đúng mỗi niệm không hề lưu luyến cái thế gian này đây chính là túc sinh ngã sát thọ an lạc trước khi chúng ta vẫn chưa giảng sanh cái thân thể này vẫn lưu lại thế gian nhất định phải làm tấm gương của người niệm phật giúp đỡ a di đà phật tiếp dẫn chúng sanh Cái công đức này thì lớn rồi Đại từ Bồ Tát Nói bạn có thể ảnh hưởng được hai người Thì nhiều hơn bằng chính mình Một người tinh tấn niệm Phật Bạn đến thế giới cực lạc Mang theo hai người đi Không phải cô thân lẻ loi đi một mình Còn mang theo hai người cùng đi mang theo được càng nhiều càng tốt càng nhiều càng thù thắng nếu bạn mang theo cả trăm cả ngàn cùng đi thế giới tây phương cực lạc a di đà phật mở hội hoan nghênh người đó giảng sanh thù thắng như vậy đây chính là chúng ta cố gắng làm tấm gương tốt của người niệm phật nhiều ảnh hưởng đến người mang theo nhiều người cùng giảng sanh. Hai câu ở phía sau. Thường giận từ tâm, bạc hữu tình. Độ tận, du biên khổ chúng sanh. Thường là thời gian. Dĩ nhiên không gián đoạn mỗi niệm đều giúp đỡ tất cả chúng sanh. Niệm Phật thành Phật, ý nguyện giảng sanh tịnh độ. Không chỉ có ý nguyện, mà còn có hành vi. Độ tận vô biên, vô biên là nói không gian bạn xem thường giận là nói thời gian thời không là đem tất cả chúng sanh bao gồm lấy hết ở trong đây không phân chủng tộc không phân tộc loại không phân tôn giáo trên từ Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác Dưới đến chúng sanh ba đường Phải phổ độ Đương nhiên hiện tại chúng ta Đang sống ở cõi người Liền đặc biệt thân thiết đối với cõi này Phải có tâm Phải có hành mỗi giờ mỗi lúc nhớ lấy giúp đỡ những người này chúng ta đã kết duyên rất nhiều thứ chuỗi hạt nhỏ hình phật nhỏ máy niệm phật nhỏ Tịnh tông rất nhiều kinh điển. Có rất nhiều quyển sách nhỏ giải thích, giới thiệu. Trên người ít nhiều đều phải để vài quyển. Lúc nào cũng có thể kết duyên với người. Bạn kết duyên xong rồi, chỉ ít một tuần lễ bạn sẽ đến đây một vài lần thì lại lấy thêm nếu ở đây chúng ta không còn nữa thì bao in tiếp ra liền sẽ bổ sung tiếp nhất định phải có tâm phổ độ chúng sanh không luận ở nơi nào không luận ở trường hợp nào chúng ta phải đem pháp môn này giới thiệu với mọi người đó mới là đệ tử di đà thực tế không có thứ gì chấp tay niệm một câu a di đà phật để cho họ nghe lọt vào tai cũng đã kết duyên với họ Cũng đem Di Đà giới thiệu cho họ Cái đạo lý này Không thể không hiểu Đây là chân thật Có tâm từ bi Bạc hữu tình Hữu tình chính là Chị chúng sanh luân hồi các cõi chúng sanh sáu cõi sáu cõi đều khổ dục giới có khổ khổ có hoài khổ có hành khổ sắc giới tuy nhiên không khổ khổ họ có hoài khổ có hành khổ dù sắc giới thiên chúng ta thường giảng cao cấp phạm phu họ ngay đến thân cũng không cần các vị phải ghi nhớ họ ngay đến thân cũng không cần thân kiến chưa phá họ còn có thân kiến cho nên họ vẫn là phàm phu họ vẫn còn luân hồi tại vì sao họ không cần thân cái thân này rất phiền phức thân là gốc khổ họ biết được cái thân này không tốt cái thân này mỗi ngày phải ăn cơm Phải mặc áo Nếu không cẩn thận thì phải sanh bệnh Bạn nói xem có nhiều phiền phức đến như vậy phàm phu cao cấp Họ không cần cái thân này Cho nên những thiên nhân Của vô sắc giới Không có thân thể Lão tử Trung Quốc chúng ta Cũng cự khôi bạn xem lão tử trong quyển sách này đã nói ông nói ta có mối lo lớn vì ta có cái thân ông nói ta có mối lo lớn nhất là gì vậy vì có cái thân này cái thân này là mối lo lớn nhất của ông ông giác ngộ ra được tuy nhiên cái thân tướng này ông không cần thân kiến chưa phá nên vẫn là phạm phu vẫn không ra khỏi ba cõi vẫn không thể vào được câu lạc bộ của thánh nhân cho nên người cõi trời vô sắc cũng là phàm phu tuy họ không có hoài khổ họ có hành khổ hành khổ chính là nói cái gì họ có thọ mạng Phi phi tưởng thiên Thọ mạng tám dạng đại kiếp Khi thọ mạng đến Vẫn là phải đọa lạc Đây không phải là pháp cứu cánh Cho nên Chúng sanh hữu tình Sáu cõi đều khổ Phật Bồ Tát xem thấy Thường dùng tâm từ để giúp đỡ họ. Đó là tâm đại từ bi cứu độ họ. Thế nhưng Phật Bồ Tát giúp đỡ chúng sanh sáu cõi. Dục giới thì họ có thể làm được. Sắc giới cũng có thể làm được. Dù sắc giới thì không làm được. Thì nhưng dù sắc giới phần nhiều là sống ở trong định. Họ ở trong cảnh giới định, họ không có sắc tướng. Trong Phật kinh chúng ta gọi là Trường Thọ Thiên. Nhà Phật gọi là tám nạn. Trường Thọ Thiên là một trong tám nạn. Hay nói cách khác, sanh đến trời sắc giới bằng dính vào một trong tám nạn thọ mạng rất dài ngay trong thời gian dài đến như vậy không nghe được phật pháp nhà phật gọi là tám nạn đều là đối với tu học phật pháp sanh ra chướng ngại nghiêm trọng đây gọi là gặp nạn cho nên đối với chúng sanh sắc giới cùng dục giới phật luôn là tận tâm tận lực giúp đỡ họ chư phật bồ tát ở ngay trong đó tùy loại hóa thân tùy cơ nói pháp chúng ta phải học theo chư phật bồ tát phải học tập chư phật bồ tát tất cả lúc tất cả nơi gặp được tất cả chúng sanh thì tận tâm tận lực giúp đỡ họ nhất là giúp họ nhận thức Phật giáo Phật giáo ở thế gian đã truyền cũng sắp gần ba ngàn năm quá khứ không vấn đề gì cận đại vấn đề gì phàm hãy một pháp môn khi thời gian truyền đã quá lâu rồi luôn là không tránh khỏi có một số tà tri tà kiến xen tạp ở trong đó Phật Pháp không những là không thuận Phật Pháp bị họ làm cho loạn Vì thì những đại chúng học Phật Người chân thật vào được kinh tạng thì không nhiều Quả nhiên vào được kinh tạng thì không cần phải lo Kinh tạng là tiêu chuẩn thuần chân không thể dạy sai không đọc kinh không nghe kinh thông thường thắp hương lễ phật đi hội miếu những thứ này đích thực là mê tín những người này đều là người tốt đều là người lương thiện thế nhưng hành trì của họ tạo thành một kết quả không tốt cho xã hội mọi người cho rằng phật giáo là mê tín cho nên phần tử tri thức không thể tiếp nhận phần tử tri thức sinh ra hiểu lầm nghiêm trọng đối với phật giáo phần tử tri thức trong xã hội có sức ảnh hưởng rất to lớn đã chướng ngại rất nhiều pháp duyên của chúng sanh. Cho nên chúng ta đối với phần tử tri thức phải giới thiệu cho họ, phải làm cho họ hiểu cái gì là Phật pháp. Cho nên nhận thức Phật giáo, truyền thụ tam quy, tam quy ngũ giới những quyển sách Phật pháp cơ bản này. cũng có thể nói là khái niệm cơ bản đối với phật pháp nhận thức cơ bản chúng ta phải tuyên truyền rộng khắp trước tiên phải làm cho phần tử tri thức xã hội hiểu rõ phật pháp không phải là mê tín phật pháp không phải là tiêu cực phật pháp đối với xã hội nhất là đối với xã hội hiện tại Đối với mỗi một người Có lợi ích chân thật Có chỗ tốt chân thật Họ từ chỗ này giác ngộ Độ chúng sanh Thì độ được nhiều liền có thể phổ độ chúng sanh Sau khi vào được cửa Phật rồi Nhà Phật rất nhiều tông phái Rất nhiều điện tích Họ chính mình liền sẽ chọn lựa cho nên chúng ta giúp đỡ chúng sanh cũng phải phân ra mấy giai đoạn để giúp đỡ họ chúng ta học phật quy y tam bảo là đệ tử tam bảo nhất là làm đệ tử di đà chúng ta có trách nhiệm có sứ mạng phải nên như vậy mà làm có lẽ các vị đồng tu muốn hỏi trong xã hội có một số người có thiện căn chúng ta tiếp xúc họ rất dễ dàng liền tiếp nhận còn có một số là người không có thiện căn làm thế nào giúp đỡ họ họ cũng không tin tưởng Kỳ thực Chúng ta nói người không có thiện căn Đi là quan niệm chủ quan của chúng ta Bạn làm sao biết được họ không có thiện căn Phương pháp bạn chính mình dùng không thỏa đáng Người ta không thể tiếp nhận Bạn không hồi đầu kiểm thảo chính mình Một bậc độ trách nhiệm cho người khác Chỉ thì bạn đặc biệt sai lầm rồi Cho nên Vừa tiếp xúc liền tin tưởng Vậy thì đương nhiên không cần phải nói Tiếp xúc không tin tưởng Hồi đầu lại cố gắng mà phản tỉnh Chúng ta không có trí tuệ Không có phương tiện khéo léo Chúng ta tiếp nhận chúng sanh Không khế cơ Tâm bệnh Trước cuộc xảy ra từ chỗ nào thực tế mà nói tâm bệnh phổ biến nhất thu thiện nhất do tâm chân thành chính mình không đủ trong ngàn ngữ đã nói tinh thành sở chí kim thạch di khai chúng ta không làm được cũng chính là nói thành ý của chúng ta không đủ quả nhiên có tâm chân thành thì làm gì không cảm động được người hơn nữa giúp đỡ người học phật không nên giúp người thay đổi tín ngưỡng tôn giáo của họ vậy thì sai rồi việc này ngày trước ở bên úc châu có một vị cư sĩ người úc châu hôm trước cũng có ở nơi đây nghe kinh ông nói với tôi ông đã từng đến đài loan đài loan có một vị lão pháp sư khuyên ông đem tín đồ Kitô độ thành tín đồ Phật giáo. Ông cũng tiếp nhận nói với tôi sự việc này. Tôi liền nói với ông, tôi nói ông sai rồi. Tín đồ Kitô giáo phải giúp họ trở thành một tín đồ Kitô gương mẫu. Làm sao có thể đem tín đồ Kitô giáo biến thành tín đồ Phật giáo chứ? Bạn làm sao có thể phá hoại tôn giáo của người khác chứ? Tâm thái quan niệm này hoàn toàn sai lầm. Thế nhưng, bạn bảo tín đồ Kitô làm Bồ Tát thì được. Đó là việc tốt. Họ là tín đồ Kitô giáo, thậm chí họ là mục sư, họ là thần phụ, họ là Bồ Tát, họ là hóa thân của Phật do đó mới gọi là phổ độ tất cả chúng sanh phổ độ chúng sanh không phải bảo họ cải biến tôn giáo tín ngưỡng của họ không phải vậy cách làm như vậy đương nhiên họ không tiếp nhận vậy thì sai rồi phật giáo là gì phật giáo là giáo dục trí tuệ phật giáo là dạy người hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh bất cứ tôn giáo nào cũng đều tiếp nhận giáo dục bất cứ người nào đều phải nên hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh cho nên bất cứ tôn giáo nào cũng đều phải học phật làm học trò của phật không phải thay đổi tôn giáo của họ Họ là con cái của Thượng Đế Nhưng là con cái của Thượng Đế Con cái của Thượng Đế Cũng có thể làm học trò của Phật Không hề có xung đột Như vậy mới tốt Không thể nói kéo con cái của Thượng Đế lại Bội phản Thượng Đế Vậy thành ra thứ gì chứ Phật giáo câu đầu tiên nói Hiếu dưỡng cha mẹ Làm sao bà có thể bội phản cha mẹ Không thể được Việc này phải nên hiểu Sau khi tôi nói rồi Krem nghe rồi gật đầu biết được phải nên làm thế nào cho nên phật pháp tại thế gian bất hoại thế gian pháp mọi người đều hiểu hai câu này bạn không biết được ý nghĩa của hai câu này bạn làm sao có thể phá hoại thế gian pháp bạn đem tín đồ của tôn giáo khác kéo đến phật giáo đó là phá hoại thế gian pháp chúng ta cần phải hiểu rõ cái đạo lý này phật giáo là giáo dục phật giáo không phải là tôn giáo chúng ta là học trò của phật bồ tát quyết không phải là một đồ chúng thông thường trong các tôn giáo nói đồ chúng trong các tôn giáo là cảm tình kết hợp của cảm tình Chúng ta cùng giới Thích Ca Mâu Ni Phật là quan hệ thầy trò Là trí tuệ, là kết hợp đạo nghĩa Cho nên, bất cứ một tín đồ tôn giáo nào Đều có thể học Phật Đều có thể ở trong Phật giáo Lấy được học vị Học vị của Phật giáo là A-la-hán, Bồ-tát, Phật-đà Là học vị của Phật giáo cũng giống như học gì của trường học vậy. Bất cứ tôn giáo nào đều có thể đi học đại học, đều có thể lấy được học gì của trường học. Chúng ta cũng không ngoại lệ. Chúng ta xem thấy ở trong Kinh Hoa Nghiêm, trong 53 vị thiện tri thức, thì rất rõ ràng, thắng diệt bà la môn đó là lãnh tụ của bà la môn giáo là trưởng lão của bà la môn giáo họ lấy được học gì trong phật giáo họ là pháp thân bồ tát đi là từ trên hình thức mà nhìn trên thực tế Ta thấy họ không phải là Pháp Thân Bồ Tát Họ là Phật Đà Cao hơn Bồ Tát Học gì của họ học Chân thật là Phật Dùng một Thân phận lãnh tụ tôn giáo để xuất hiện Đi chính là trong Phật Pháp nói đáng dùng thân gì để độ liền hiện thân đó để độ đáng dùng thân lãnh đạo tôn giáo để độ họ liền hiện thân lãnh tụ tôn giáo đáng dùng thân ki tô giáo để độ họ liền hiện thân lãnh tụ Kitô tô giáo hiện thân mục sư đáng dùng thân thiên chúa giáo để độ họ liền hiện thân thần phụ để độ đều là bồ tát đều là phật đó mới là phổ độ chúng sanh Lại là không làm hư tướng thế gian Mọi người mới có thể khoan hỷ tiếp nhận Bạn nhất định nói Giáo của họ không tốt Ta đi thì mới tốt Phải bỏ của bạn đi theo học với tôi đây Khởi linh phản cảm Phải đánh lộn Vậy thì không giải quyết được vấn đề Vậy thì không có trí tuệ Cái phương pháp này không tốt cho nên nhà phật gọi là trí tuệ cao độ phương tiện khéo léo chúng ta phải hiểu được nếu bạn hiểu được cái đạo lý này hiểu rõ trí tuệ khéo léo của phật phật dùng phương pháp gì để tiếp xúc tất cả tôn giáo khác nhau tộc loại khác nhau Phật dùng tứ tất đàn, tứ nhiếp pháp. Chủ đề chúng ta cần phải học. Không thể không học. Tứ tất đàn nhập chúng. Chúng ta qua lại với họ, qua lại với chúng sanh, có bốn nguyên tắc. Thứ nhất, Khiến cho tất cả chúng sanh Sanh tâm hoan hỷ Đó là Thế giới tức đàn Bạn tiếp xúc với họ Họ không hoan hỷ Thì cái duyên đó không còn Phải hoan hỷ Muốn khiến người khác hoan hỷ Bạn phải tôn trọng người khác Phải hiểu rõ Đối với người khác mới đúng buổi tiệc ấm áp vào tối mùng một năm trước các vị rất nhiều đồng tu đều có tham gia chúng ta chính là nương vào nguyên tắc tứ tất đạn tứ nhiếp pháp để làm chúng ta đã mời hơn ba nghìn tám trăm quý khách khách của chúng ta là chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau. Bạn xem ở trong một nhà, mọi người đều rất phấn khởi, đều rất hoan hỷ. Nhất định phải tôn trọng người khác. Buổi tiệc hôm đó tôi không biết là các vị có chú ý hay không thức ăn trên mỗi bàn chúng ta đều không giống nhau chúng ta ăn chay là đồ chay trên bàn người mã lai đó là đồ tanh họ ưa thích ăn thứ gì chúng ta cũng dường cho họ thứ đó chúng ta tuyệt nhiên không có yêu cầu hôm nay tôi mở khách ăn chay thầy đều phải ăn chay thì họ sẽ không đến thì họ sẽ không hoan hỷ Họ muốn ăn thứ gì Thì chúng ta chuẩn bị thứ đó cho họ Một chút kỳ húy cũng không có Bạn xem họ làm sao mà không hoan hỷ Chúng ta tôn trọng đối với họ Trước tiên lắng nghe thói quen ăn uống của họ Họ thích ăn cái gì Thì ai làm Chúng ta đặc biệt mời người bên đó đến làm Đó là biểu thị tôn kính đối với họ Họ mời thịnh chúng ta cũng tôn trọng đối với chúng ta đôi bên tôn trọng nhau thì làm được thế giới tất đạt cẩn dịch vòng tây cư sĩ địa chỉ email vòng tây cư sĩ a gmail com người đọc phật tử thiện quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện chân thành tâm cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm về nước cực lạc nam mô a di đà Phật